Đi nhân cục thì chủ tế, nhưng mà nãy trên xe đấy tôi có chào ngài, tức là ngài video còn chẳng có cả sao audio, tức là người thì hình ảnh như người khác thì âm thanh. Chúng ta thấy có một cái sự khác biệt ở trong cái hôm nay. Nếu chúng ta nhìn nó thì trong mình nhìn thoáng qua thì mình thấy tại vì nó bất đồng ngôn ngữ cho nên phải chấp nhận những cái nhiều khi mình thấy nó không có thuận tiện lắm đó. Thế nhưng nếu ta nhìn sâu vào cái chiều kích giác ngộ thì mình thấy đây là cái gì? Đây là cái tính phong phú, cái sự hiền thông, cho dù khác ngôn ngữ, cho dù nhiều khi nói chuyện khó hiểu nhau lắm, hoặc là ngài có nói tiếng của ngài thì chúng ta cũng khó hiểu, nhưng cho dù sao đi nữa thì ở đây chúng ta vẫn thấy một cái sự hiệp thông trọn vẹn. Mà sự hiệp thông này ở trong bài tin mừng nhưng mà anh chẳng nghe, chính sự hiệp thông này là nên cái tính cứu độ, cái ơn cứu độ cho tất cả chúng ta, giống như Chúa Giêsu nói đó là chính ngài là bánh ban sự sống ở trên trên bàn thờ. Hôm nay chúng ta cử hành, tức là chúng ta cử hành cái hiến tế tạ ơn mà nơi đó sự nghiệp không đó làm cho chúng ta là một cộng đoàn để tiếp cận, để đón nhận, để mở lòng ra với đấng ban lòng cứu độ cho chúng ta. Thế nhưng làm sao mà chúng ta nói sự nghiệp không mà chúng ta lại không mở lòng ra với người khác? Hay nói cách khác, cái chiều kích nghiệp không đó phải là chiều kích của mở ra chứ phải đóng lại. Mở ra ở trong bài học một chúng ta nghe sách Phục vụ công đồ thuật lại cái sự mở ra đó ra. Ngày xưa khi mà Chúa Giêsu chịu chết rồi lên trời thì xét về mặt trần thế là thấy Chúa Giêsu bỏ lại các môn đệ bơ vơ không có người, trước đây thì có thầy dắt đi rồi thầy giảng dạy, thầy đạo các lại các tông đồ giống như là người ăn heo rồi. Bây giờ thầy chịu chết thì đã thấy chán rồi, thầy sống lại vui mừng được một tí, ở lại được có 40 ngày lại bị mất. Thế thì các đồng đồ cũng bơ. Thế nhưng sự bơ nó không làm cho mấy ông tan rã, không làm cho các đồng đồ cảm thấy chán nản rồi bỏ đi, nhưng vẫn tạo một cái sự hiểm không, hiểm không trọn vẹn đến đó mà không ai có thể tách ra được. Giáo hội hiệp thông. Thế nhưng chúng ta bản chất của tông đồ trong bài học hôm nay thì thấy cái sự hiệp thông đó không đóng lại nhưng mở ra, cho dù bị bắt bớ, cho dù bị người ta bắt hại thì các tông đồ vẫn hiệp thông với nhau trong một đức tin gắn bó với Chúa Giêsu, cho dù ngài không còn hiện hữu một cách hữu hình nữa nhưng vẫn gắn bó với Chúa Giêsu. Và chính cái nhiệt tình trong gắn bó với Chúa Giêsu đó thúc đẩy các ông mở ra với người khác. Ở trong bài sách của tông đồ chúng ta nghe thì lúc đó kể lại ngoài các tông đồ thì mọi người đều phân tán đi các miền để làm gì? Để rao giảng tin mừng. Tức là các ông đi đến đâu tưởng là đi thì tan rã, nhưng mà đi đến đâu thì tin mừng hiện hữu ở đấy. Tin mừng ở đây chính là ai? Chính là Chúa Giêsu. Tức là cái sự nghiệp không thể hiện cho dù các ông có đi nhiều nơi Samari, Judea, rồi các vùng nhân ngoại đi thật xa để mà chạy loạn, bởi vì người ta bắt bớ nên phải đi thôi, đi chạy loạn thôi. Nhưng mà chính cái sự chạy loạn đó thì là biểu lộ sự hiệp thông, và sự hiệp thông lại lan rộng cho nhiều người, chứ không phải sự hiệp thông đóng kín mà sự hiệp thông mở ra để làm cho mọi người cũng đón nhận chính tin mừng là chính Đức Giêsu Kitô đã phục sinh để tất cả mọi người đều được hưởng ơn cứu độ. Đó phải chăng là một bài học cho chúng ta, nhất là hôm nay chúng ta được đón tiếp đức giám mục từ Philippines, rồi các linh mục ở trong ủy ban giáo lý của các giáo phận là những người miệt mài để làm gì? Để làm cho đức tin của dân Chúa càng ngày càng lớn mạnh, để làm cho tin mừng của Chúa càng ngày càng lan rộng khắp nơi. Và hôm nay các ngài trong tuần lễ này các ngài đã chọn Việt Nam và chọn giáo phận
hội họp để học tập, để làm sao để cho tin tưởng lan tỏa khắp nơi. Thì điều đó cũng là có nghĩa là cho dù các ngài không đi đâu đi nữa, đi tới Việt Nam hay đi đến chân trời góc biển đi nữa, thì vẫn hiểu được một cái sự nghiệp thông, đó là cùng một đức tin, cùng một phép rửa, cùng tin sứ của Chúa, và chính niềm tin đó gắn kết các ngài lại để đón nhận chính Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu loan báo, đó là chính ta quả bạch và sự sống. Hôm nay chúng ta tự hành biết thế là cũng là chúng ta hiểu thông của Chúa Giêsu và chúng ta sự sống. Xét về cái gì của con người, chúng ta thấy khi lang thang nơi thì đó là một cái sự không tốt, hoặc là khi bị bách hại thì đó là cái điều mà không ai muốn. Đặc biệt chúng ta thấy Chúa Giêsu khi mà kêu gọi Phao-lô trở lại thì cũng là lúc trước đó Phao-lô là người bách hại, đi đến đâu thì giết người ta đến đó, ai theo đạo thì giết. Nhưng chính nhờ cái sự bách hại của những người Do Thái đã trong đó có Phao-lô mà tin mừng mới được loan đến các nơi. Tôi giả sử lúc đó mà không có người bách hại, rồi các tín hữu thời đó sống trong một cộng đoàn và kín, sau đó rồi những thời gian qua đi những người đó chết, thì chắc tin mừng không đến được với chúng ta, và chúng ta cũng không thể nào biết được đấng mang lại bánh quan sự sống là ai. Thế nhưng chính nhờ của bác cả, chính nhờ cái gì vậy với con mắt con người chúng ta nhìn là xấu thì bây giờ lại trở thành tốt cho chúng ta, đó là chúng ta đón nhận được tin mừng. Điều này cũng là một bài học cho chúng ta trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống chung. Từ khi có những mâu thuẫn hay kể cả có những xung đột, nếu chúng ta nhìn với một mắt đức tin đặt mình trong tương quan với đấng ban sự sống, thì đôi khi đó lại là cách thức để làm cho tin mừng được loan truyền, cách thức để chúng ta có thể nhận ra Chúa hiện diện trong chính cái điều mà chúng ta nhìn xem ra không mấy tốt đó. Để rồi chính cái sự không mấy tốt đó, chúng ta lại xây dựng cái cộng đoàn của mình trong sự hiệp thông với Chúa, và chính sự hiệp thông đó làm cho tin mừng của Chúa càng ngày càng lan rộng khắp nơi. Chúng ta cầu nguyện cho quý đức cha và quý cha trong cuộc họp này cả hai được nhiều thành công trong việc loan báo tin mừng của Chúa, và chúng ta cầu nguyện cho từng người chúng ta biết đóng góp tất cả những gì, cái khả năng, cái sức lực, tất cả những gì mình có cho công cuộc loan báo tin mừng, để cho mọi người cũng đón nhận chính Chúa Giêsu là đấng ban sự sống, và nhờ đó họ được hưởng